Chào mừng bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn bán gấp đất An Thuận, xã Phú Đức, Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 5.837,6 m, đất mặt tiền, lộ xe hơi. Có con kênh cặp lộ rất mát mẻ, giá bán là 1.700.000.000. Bà con mình muốn mua đất ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Chào mừng bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn bán gấp đất An Thuận, xã Phú Đức, Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 5.837,6 m, đất mặt tiền, lộ xe hơi. Có con kênh cặp lộ rất mát mẻ, giá bán là 1.700.000.000. Bà con mình muốn mua đất ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Chào mừng bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn bán gấp đất An Thuận, xã Phú Đức, Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 5.837,6 m, đất mặt tiền, lộ xe hơi. Có con kênh cặp lộ rất mát mẻ, giá bán là 1.700.000.000. Bà con mình muốn mua đất ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963.